Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay các bạn sẽ được học bài học Đó là điện trở Ở đây là điện thế 12V Tôi sẽ kẹp vào con điện trở cho các bạn xem Các bạn nhìn kỹ Lập tức con điện trở cháy và đứt lên Khói bốc nghi ngút Điện trở với điện trở này và điện trở này giống nhau và tôi dùng một chùm nổi song song với nhau để xem như thế nào các bạn thấy không cháy không không có xịt khói không cháy không xịt khói và độ nóng cũng không có luôn Mà thấy không không nóng không nóng luôn không nóng luôn lý do tại sao các bạn biết không tại vì con này nhiều con nhập lại công sức sẽ lớn hơn và một tiệc chiêu nữa khi các bạn thấy con điện trở này cháy đen và không biết được là chỉ số bao nhiêu các bạn hãy cạo đó cạo nó ra và đo từ mí này qua mí này và đo từ mí này qua tới mí này để chúng ta đón được con điện trở đó là bao nhiêu bao nhiêu ôm những thiết bị hiện đại điện trở không xích được thay thế bằng những điện trở dán song song và nối tiếp với nhau để tăng công sức học hôm nay đó là điện trở chúng ta nhìn thấy những con điện trở như nè to bự mập ốm đủ thứ hết à, rất là nhiều như vậy thì để làm sao phân biệt được con điện trở nào là và nó ứng dụng ở trong mạch của chúng ta như thế nào thì các bạn được khám phá ở trong video này. Trước tiên á các bạn có muốn biết được con điện trở này giá trị bao nhiêu thì các bạn hãy nhìn vào cái cái màu của nó, cái màu của nó thì các bạn sẽ đoán được là con điện trở này trị số bao nhiêu, rồi nó ứng dụng trong mạch bao nhiêu bằng công thức gì thì các bạn hãy xem đây màu nè, xanh đỏ tím vàng gì á rồi các bạn sẽ được học rồi à đây có những con điện trở thì nó ghi số thôi à, Nó ghi là 5W 32 ở uh, 33 ôm à. Rồi tại sao uh, uh, không gắn con điện trở này Mà lại gắn con điện trở này Đó là những câu hỏi mà chúng ta phải được Ở đây Rồi có những con điện trở nó ghi ở trên đây là rất là nhỏ Nhỏ bé lắm à, Nó ghi số không à Thì làm sao để chúng ta biết được Rồi chúng ta sẽ học bài học này nha Thứ nhất Thứ nhất nè các bạn Thuộc cái màu Thuộc cái màu này cho tôi Nếu các bạn nào không thuộc màu Thì gắng cố gắng học thuộc màu nha Mình có từ con số 1 Số 2 Số 3 Số 4 Số 5 Số 6 Số 7 Số 8 Và số 9 Thì cái con số này là tượng trưng cho những cái con điện trở đó Mà con điện trở nó có màu Thì mình sẽ quy định nó màu ra đây Ví dụ như là số 1 Đó là và số 0 Số 0 này đó là màu đen. Mình cứ gặp con điện trở nào màu đen là mình cứ nhớ trong đầu mình là con số số 0. Ví dụ đây. Đây là con điện trở này nè, nó có là cam cam đen để bị biết con số đen là con số 0 nha, số đen là số 0. Rồi, con số 1 đó là nâu. Số 2 đó là đỏ. Số 3 là cam. Số 4 rồi vàng. Số 5 là xanh. xanh lá. Số 6 xanh dương. Số 7 À số 7 là tím. Số 8 là xám. Số 9 là màu trắng. Có nghĩa là mình phải thuộc hết cái bảng này các bạn biết không? Thuộc lòng luôn đen không nâu 1 đỏ 2 cam 3 vàng 4 xanh lá 5 đó thì các bạn phải học thuộc như vậy thì một điều tôi khuyên các bạn ở đây là các bạn phải thuộc các bạn này cho tôi nhớ không phải nhớ nha các bạn nào muốn học thuộc cái này thì các bạn cho con số 1 coi à, cho số 1 cái khí thế nè rồi đen không nâu 1 đỏ 2 cam 3 vàng 4 xanh lá là 5 xanh dương là 6 tím là 7 xám là 8 trắng là 9 chín là trắng tám là xám tím là bảy à, Mình mày đi đi ra đường mà gặp màu là mình cứ loạn màu gì vậy đấy, ha các bạn học cứ học ngày học đêm ha vô nhà xí rồi cũng học luôn ha các bạn muốn làm sao miễn làm sao nằm ngủ cũng học được làm sao thuộc cái bạn này giống như bạn của trương gì đó thì các bạn mới biết được con điện trở này là con điện trở gì và màu miễn nó ra sao công sức bao nhiêu watt thì bây giờ công sức bao nhiêu watt thì chúng ta sẽ học bài công sức bao nhiêu watt nha yeah. rồi như vậy thì nắm cái này chưa nắm cho số 1 nha rồi nó còn có hai màu nữa hả Là các bạn cũng phải gắn mà học nha Hoàng kim Hoàng kim à, Hoàng kim Hoàng kim có nghĩa là bằng 0 Phẩy à, 0 phẩy cái Vậy được chưa Chưa dễ Rồi bạch kim 0,0 không không. à, Ví dụ như 0,1 không, không, không một hay là 0,07 không 0,007. Có nghĩa là mình gặp cái màu nào vàng kim thì mình nhớ cái số này cho tôi. Rồi được chưa? Dễ dễ học mà đúng không? Rồi, bây giờ để biết được cái con điện trở này bao nhiêu. À, mình làm bài tập luôn, sẵn làm bài tập luôn. Ví dụ các bạn nhìn nè. Xanh lá, xanh dương Hoàng wow, nâu. No. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi ra này nha các bạn ha. Xanh lá. Con điện trở này nè ha. Đi chở này đây Dòng thứ nhất, dòng thứ hai, dòng thứ ba Nó có ba dòng nha các bạn thấy không Ba dòng hoặc là bốn dòng Bốn dòng thì nó nằm xa đây chút xíu à, Bốn dòng á Điện chở bốn vòng màu thì nó nằm xa đây chút xíu Thì cái mọc màu vàng, vàng, kim, bạch, kim gì đó kệ đó Biển ba dòng nó ngắn ngắn với nhau Nằm cùng với nhau Trên một hướng cách đều nhau Thì lúc đó các bạn hãy biết được cái màu này Đếm từ đây từ trái sang phải này ha Lá Rồi gọi gì dương gọi gì nâu no. rồi bắt đầu các bạn đổi ra nè đổi ra nè lá nè lá là số mấy nè nhìn nè đó oh, sao lá là số 5 ghi số 5 ra cho cho mình nha dương là số mấy nè dương là số 6 ghi số 6 cho mình nha còn cái hàng thứ ba này nè các bạn biết không hàng thứ ba đối với điện trở ba vòng màu nha nó có gồm có điện trở bốn vòng màu nữa nha các bạn nhưng mà điện trở ba vòng màu này thì mình tính dòng thứ ba dòng thứ ba này nè là tượng trưng cho con những con số 0. Bây giờ con số 0 nè, vòng số 3 này nè, số 0, không vô. Rồi nó đỡ, nó được gọi là ôm. Thì cái này bạn các bạn đọc nè nè. 560 ôm. Đó, à, 560 ôm. Dễ không? Quá dễ luôn hả các bạn thấy không? Nhìn con điện trở luôn là mình đổi lưng trong đầu mình luôn nè, nếu mình thuộc cổ trương thì sao? 560 ôm. Rồi. Con điện trở này à con điện trở này là bao nhiêu ký nè cho các bạn xem nè bao nhiêu ôm bao nhiêu ký nè rồi các bạn nhìn ra nè để tôi ghi ra cho dễ bạn dễ đổi nha dòng thứ nhất đó là màu vàng dòng thứ hai đó là màu tím dòng thứ ba đó là màu đỏ rồi dòng thứ tư kệ nó. đó dòng thứ tư là vàng kim vàng kim là cái sai số thôi mình không có kể trong đây đừng có kể nó lu bu rất rối lắm rồi mình đổi ra nè Màu vàng là số mấy nè Dò trên bảng xuống nè à, oh, Màu vàng là số Số 4 Màu tím Á ah, màu tím là số Số 7 Màu đỏ Màu đỏ là Màu đỏ là số số 2 Số 2 thì tượng trưng cho hai con số 0 Mình ghi vô hai con số 0 cho tôi Thấy không Á ah, ah là màu nho nè Ờ màu nha à, ah, không phải Hết màu rồi Đùa chút xíu cho vui thôi Đỡ buồn ngủ Rồi Bây giờ là 4 4.700 ôm Có nghĩa là 4.700 ôm mà 1 kg lô ôm thì bằng 1.000 ôm nhé có nghĩa là bây giờ nè 1 kg lô ôm bằng 1.000 ôm đó các bạn phải biết đổi nha rồi 1 10 kg lô ôm thì bằng nhiêu 10.000 ôm đó 10.000 ôm rồi 1 mê thì bằng nhiêu à bằng 1 triệu ôm à rồi các bạn nhìn nhìn cái này ha để mình biết nha bốn ngàn bảy trăm ôm có nữa là ra là nó bằng là bốn phẩy bảy ký bốn phẩy bảy ký thì các bạn hãy làm quen với con số màu đỏ ở dòng số ba màu đỏ là cái, cái, nghĩa là mình nhớ trong đầu mình màu đỏ là số hai mà số hai màu đỏ là số ba này là nó hàng ký rồi mình nhìn hai số đầu là số mấy rồi mình đọc ký luôn à vậy không các bạn nhớ không quá dễ luôn đúng không mình đọc hai con số đầu tiên nè mình nhìn hai con số đầu tiên mình biết màu nè 4 với 7 là 47 nè hỡi con số hàng thứ ba nó màu đỏ là mình biết ký rồi chứ không được là ôm thấy không không được là ôm ví dụ như nó, nó, nó là màu cam thì màu cam đây là ba nè có nghĩa là thêm ba số không nữa nghĩa là hàng chục ký rồi các bạn các bạn nắm không bây giờ ví dụ một con nữa nè đó cam một hàng thứ hai cam một hàng thứ ba đỏ rồi cam là nhiêu ba cam là nhiêu ba đỏ là nhiêu hai số không chấm tiền cái như vậy thì ba ngàn ba trăm ôm có nghĩa là bằng ba phẩy ba ba phẩy ba ký đó ký ôm nó hơi rắc rối về dòng các bạn ha nhưng mà nó cũng phải thuộc lòng để chúng ta biết được người ta làm cái mạch gì các bạn cũng phải biết được cái con đó là con gì chứ con điện trở nó bao nhiêu ký để các bạn biết để mà tìm mua đúng không rồi bây giờ chúng ta học trên điện trở này đi rồi sau này điện tử cao cấp hơn là các bạn sẽ học được những con điện trở dán rồi kia luôn nhá rồi ok à, các bạn nhìn rõ không có thể chụp màn hình lại về nhà nghiên cứu xin xét nếu các bạn cho số 1 để các bạn hiểu qua qua đi ha rồi tiếp tục tôi ví dụ một cái nữa để cho các bạn dễ mà mà làm tôi ví dụ như con ví dụ như con này nè à để con điện trở ra coi nhìn kỹ nè làm bài tập nha rồi cam cam và nâu Đó, có các bạn này các bạn để dễ đổi không cam là số mấy nè nói này nha cam là số cam là số 3 cam nữa là gì số 3 và nâu là gì số 1 thêm một con số 0 chỉ vậy thôi 330 trăm chục ôm mình cứ gặp hàng con nàng nâu mà ở hàng thứ ba là cái vòng màu thứ ba mà nâu là có nghĩa là nó ở hàng ôm ôm vài chục ôm vài chục vài trăm ôm đó chín trăm chín mươi chín ôm này ở hàng nâu hết còn mà lên hàng đỏ là hàng ký và lên hàng cam là hàng gì hàng chục ký vàng là gì chậm ký rồi xanh lá là gì một mê đó à, cứ lên trên đây là một một mê à, xanh dương là một mê chứ rồi Thì các bạn học thuộc cái bảng này cho tôi Đó Rồi đối với những con điện trở này nè Nó mập u u nè Các bạn thấy nè u u Thì nó công sức nó chịu đựng được à, Nó công sức chịu đựng được Mà mà khoan để tôi uh, Ví dụ cho các bạn một cái con nữa Một cái con nữa Cái con này á Nó nhỏ xíu vậy Sao kỹ mới được Cam 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 Đó Như vậy thì sao Cam Ba Cam ba Và cam đây là ba con số 0 có nghĩa là 33 mươi ngàn ngàn ôm nghĩa là 33 mươi ký hở hàng cam mà mình nhìn ở đây là gì số 3 mà số 3 là mình liên tưởng tới gì hàng ký chục ký và tới chín mươi chín ký à, tới 100 trăm ký á, là một vàng rồi nha các bạn rồi tiếp tục rồi á ví dụ như một trong một đống lộn xộn như thế này nè làm sao mình biết được cái con điện trở nào bao nhiêu ký bao nhiêu ôm thì mình phải biết thuộc cái màu này cái bảng màu này các bạn phải thuộc mới được nếu không thì các bạn sẽ không bao giờ mà biết một điện trở này là bao nhiêu ký đồ ơm nhưng còn có một cách nữa đó là một cách các bạn phải đo nhưng mà đo giống như là à, giống như là các bạn biết biết đọc à không à, các bạn biết nói chuyện bằng tiếng việt mà các bạn không biết viết bằng tiếng việt gì đó à nó có y chang như vậy đó thì các bạn phải vừa biết đọc và vừa biết biết viết thì các bạn biết đọc màu biết nó là bao nhiêu triệu nhiêu và biết đo nó đó mới là cái một thực chất của một người điện tử như vậy thì trước tiên thì mình dùng dùng màu để mình biết là à, 560 10 ôm và thường thường nó đi cặp với nhau hả 33 ôm chứ không có 37 ôm nha các bạn thì các bạn phải làm quen nó thường xuyên các bạn biết được con điện trở nó có những cái chỉ số ba dòng màu này nè có nó có những cái chỉ số mà nó nó ấn định ở đó 47 ôm 37 ôm không bổi, 47 ôm 2 ký 2, 2 chứ không có 2 ký 25 đó, à, 2 ký 25 đó là những con điện trở 5 dòng màu sắp tới mình sẽ học đây nữa là những con điện trở 4 dòng màu Ok chưa? Yeah. Rồi giờ nhìn đây à. Đỏ, 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 đỏ. Hai, hai, hai. Đó 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 2 2 2. Đó, 2 2 2 2 mà con số ba, giờ ở vòng 3 mà con số 2 con, con, số 2 đó là gì? Là màu đỏ đó có nghĩa là mình gì? Mình nói là hàng ký rồi. 2 2 2 có nghĩa là 2 kg 2 chứ không có thể nào là 22 ký. Nếu mà 2 à, nếu mà đỏ đỏ cam mới gọi là 22 ký. Rồi hai, 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 2 2 2 có nghĩa là 2,2,2 kg ký. Các bạn nhớ không? Rồi quá dễ luôn học lớp thầy mò cực kỳ dễ Dễ, dễ chưa từng thấy đâu dễ hơn ăn cơm nữa Rồi Ở đây cũng là một cái loại biến trở à, Biến trở mà các bạn hãy trở lại bài trước của bạn học nha Biến trở là gì nha Và ứng dụng của biến trở tôi có đầy đủ cái bài giảng cho các bạn biến trở Thì ở đây có, nó là một con điện trở nè Đây nè ghi đây nè 50 kg Đó à, 50 kg thì từ bên đây qua đây là 50 kg các bạn lấy đồng hồ lấy cái kim đồng hồ đo à, đo cái bạn dặn nó dặn nó 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 đi nè từ 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg lên đến 50 kg. Các bạn hiểu không? Thì nó sẽ thay đổi được cái điện trở ở trên con nó thì nó gọi là con biến trở. Rồi bữa nay mình học con biến trở thôi. Thì các bạn muốn học biến trở thì trở lại bài trước ha, học điện trở cơ bản. Rồi cái con điện trở như thế này nè, bự chào bá lửa rồi con điện trở nhỏ nhỏ gì nè. Tại sao mà người ta gắn những con điện trở như thế này mà không gắn một điện trở như thế kia? Như vậy thì các bạn hãy tham gia khảo cái sơ đồ sau đây. Ví dụ, ở đây mình có là 12V Đi thẳng ở đây 12V cộng và 12V V trừ Đi thẳng ở đây Rồi tôi mới móc mắc qua một cái cái bóng đèn à, Cái bóng đèn nha Rồi, trở về mắt Đây là một cái dòng điện khép kính Bóng đèn này muốn sáng lên thì phải sao Phải bật nó sáng lên Thì bây giờ Tôi gắn ở đây một con điện trở Để cản dòng lại Con bóng đèn này có 3V thôi các bạn 3V thôi hoặc là 6 won, 9 v hay 12 v gì nữa cũng, cố gắng điện trở đây. Ví dụ 12 v đồng thì mình cũng gắn điện trở đây là 0.47 ohm thôi để làm điện trở cầu chì. Như vậy thì con điện trở này nè, R này nè. Để cản dòng điện lại cho cái thằng này nó sáng ít lại chút xíu. Thằng 12 v mà đưa thằng 3 won thì có thể là nó chết liền. À, nó chết nó cháy xẹt, cháy liền. Ví dụ như thằng này nè, nó nhỏ xíu con mà đưa cái giác một cái bao 100 kg cái giác nổi không các bạn? Không, cái bao này á 120 kg này á, không thể giác nổi thì phải có một cái thằng chống lưng lên à, đi ngang đây ví dụ như thằng này nó cản trở lại à, cái điện thế 12 v qua đây làm sao ở đây mất điện áp đây nó là 3 v thì mới sáng được cái bóng đèn bền bỉ được thì con r này nè r này nè người ta có cái công thức tính như sau r bằng u nhân cho, chia cho y U chia cho Y Nhớ nha, nhớ công thức này bắt chia dịch dịch nào 12, năm 12 là mình đã học rồi nè R bằng U chia cho Y Có nghĩa là muốn tìm con điện trở R này bao nhiêu ôm Để thấp cho cái mạch này Thì chúng ta có công thức như sau R bằng U chia Y U là bao nhiêu? 12 won nè Các bạn lấy 12 won nè U nè Bạn nào? 12 won nè thì cái mình phải coi cái u của thằng này là bao nhiêu won ví dụ nó 3 won thì mình ghi ba trừ nè trừ 3 won ra Ví dụ 6V thì mình ở 12V trừ 6V Rồi chia cho Y nè Cái dòng này đi qua tiêu thụ của con LED là bao nhiêu Thường thông số của nhà sản xuất người ta Báo cho mình ví dụ như 20mA 30mA Hoặc là 40mA hay là 1A Mình phải biết được cái dòng của con con LED này Rồi bây giờ mình chia ra ví dụ như 20mA đi Một con LED thường thường 3V Thì mình lấy máy tính ra mình chia Mình lấy máy tính ra mình chia Mình lấy điện thoại ra mình chia, mình ra mình chia cũng được hết các bạn ha Bây giờ nè mình lấy điện thoại ra mình chia nè 12 trừ cho 3 bằng 9 Chia cho 20 ma bằng 0,45 0,45 45, à, ,45. À, kg à, Ra hàng ký rồi Bây giờ mình nhân cho 1450 ôm 450 ôm Các bạn thấy không Từ điện 12V qua 450 ôm Thì qua 3V này À, đèn ba w này mới sáng sáng ra bền rồi các bạn thấy chưa như vậy thì mình làm một bài tập nữa để cho các bạn dễ xem để con điện trở này nó không nóng ví dụ như ở đây nè mình lắp một cái con bóng led nó tới một âm rồi nó nóng lên quá đi điện trở này mất đúng là năm cái điện trở đó nhưng mà nó nóng quá thì nó sao nó sẽ cháy con điện trở thì cái cách tính nó như thế này ôi quá trời volt bon luôn cái này là điện thế điện, điện thế trên này là các bạn nó chảy xuống đây nè và một con điện trở đây là cái giống như cái vòi nước mà nó nhưng mà nếu mà mình cần một cái lực áp lực đẩy xuống đây quá nhiều đi ở trên đây quá nhiều điện đi ha, đi, quá nhiều nước đi mà xuống đây á mình cho rỉ rả vậy á, mà cái này á, nó cần nước nhiều cần nước nhiều thì phải sao cái ống của mình nè à, là phải dày lên nó nghĩa là công sức nó phải dày lên công sức là cái quát à cái quát cái b là bằng u nhân y bình phương à r r của công sức thì cái này nó phải bằng cái công thức này nó mới nó phải chịu lực nổi nó mới đẩy cái này ra chứ mưa nó bị bể bể là gì con điện trở nó bị nóng đó thế vậy không dễ hiểu không để mà chúng ta biết được con điện những cái máy móc mà, mà làm những cái độ chính xác con điện trở cao hơn thì nó dùng con điện trở đó là bốn dòng màu bốn dòng màu thì đây điển hình cho các bạn xem cái đồng hồ nè nên đòi hỏi cái độ chính xác cao thì nó dùng bốn dòng màu các bạn nhìn thấy nè đó à, dòng màu này nè xanh 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 đen 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 vàng vàng tím đủ thứ dòng màu hết các bạn thấy không bó tay chấm cơm luôn nếu các bạn không à đây tôi nhìn thấy nè à, cái này bốn dòng màu nè rồi các bạn nhìn thấy hãy để ý. nếu mà dòng màu như vậy đó các bạn hãy để ý. À, nó đều như thế này nè các bạn thấy không nó đều như thế này thì các bạn tính là từ bên đây đi qua nè à, đi qua còn bên đây nó kệ nó Nâu đen 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 ba cái màu đen có nghĩa là Nâu là một đen là không đen là không Còn dòng số 4 là không có nghĩa là không có thêm vô Nha Nâu là 100kg Cái này là 100kg nha các bạn Tiếp tục tiếp tục Rồi Cái bảng nãy bạn thuộc rồi phải không Thêm nè Ví dụ như màu thứ nhất Cam Màu thứ hai Đen Màu thứ ba Đen Màu thứ 4 nâu no. Thì cái màu vòng số 4 này cũng giống như vòng số 3 nãy đó các bạn Giống như vòng số 3 nãy gì đó Là thêm những con số 0 thôi Đơn giản vậy thôi Cam là 3 nè Đen là 0 nè Đen là 0 nè Rồi này là nâu là gì Nâu là 1 nè Có nghĩa là 3,1 kg Ờ 3 kg 001 à, 3,001 kg Rồi tiếp tục làm bài tập nữa đây là gì vàng nè cam nè. mọi thứ ba là gì? Đen nè. Màu thứ tư là gì? Vàng nè, đó, vàng. Rồi bây giờ mình ghi ra nè, vàng là bốn nè, cam là ba nè, đen là không nè, vàng này là thêm 4 số 0 nè, 1 2 3 4 0 nè. Mình cứ cam 3 số 0 mình tính nè. 3 4.300 300.000 ôm thì bằng bao nhiêu là 40, 4,3 300 000 À, các bạn học cái bản cái thuộc, thuộc bản nha bản chia trước đó bản trước đây nè bản trước hồi nãy mình học đây nè thấy không một mega bằng một triệu nha rồi bây giờ là 4 triệu ba thì bằng nhiêu 4,3 phẩy ba mega mega ôm rồi các bạn nắm chưa nắm cho số 1 còn chưa hiểu thì xem lại bài nha đừng cho số không ok như vậy thì các bạn nắm thêm một cái loại điện trở bốn dòng màu nữa bốn dòng màu nữa còn cái mà cái vàng kim bạch kim á, thì nó y chang vậy thôi không phải à, không phải không và không phải không 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 đi lùi lại trước cái dòng thứ tư nhớ chưa rồi còn nữa thì các bạn không thẳng học để cao cấp hơn chút xíu nữa các bạn học nha rồi bây giờ á mình chỉ cho các bạn một cái mẹo nữa nhìn như vậy nó hơi rối quá nhiều khi lên nhóm lên hỏi thầy thầy ơi con này con gì không biết nha thì bây giờ ra mình mua một cái đồng hồ à, mua một cái đồng hồ một là điện tử À, điện tử cũng được mà kim cũng được bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xài điện tử trước đi chọt vô biết bao nhiêu con bao nhiêu ôm liền rồi bạc thăng nhân ôm à, nhân ôm rồi đó ôm nè rồi đo ô tô đi cho dễ nè rồi các bạn nhìn kỹ nè bây giờ tôi chọt cái con này nè đo là biết bao nhiêu ôm liền nè tám mươi bảy ôm thấy không? đồng hồ nó có sai số mà 87 ôm thì mình nhìn mình nhìn mình thấy có màu nâu trên đây là mình biết là trăm ôm rồi nha các bạn nhá mình nhìn mình biết màu nâu là có trăm ôm rồi nè giờ rồi này mình bám coi nè 1,044 ôm có nghĩa là mình nhìn cái màu nâu đây là mình biết là gì là một ký rồi mười sáu phẩy bốn mươi bốn ký có nghĩa là mình nhìn ở trên này nè cái con này trên đồng hồ nó báo mười sáu giờ mình mình coi nhìn trên đây là nhiêu nè một là nâu nè xanh nè à, xanh lá là mười sáu số sáu nè ở xanh dương số sáu nè thấy không rồi màu đỏ nè đỏ là hai số không nè thế là mười sáu ký rồi mình, mình 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 mấy cái màu này màu kệ đó, màu nó màu gì đó mình từ từ học điện tử cao cấp lên các bạn hãy học rồi mình ghi lại nha có gì nâu rồi lá, ở xanh dương, dương. Rồi gì? Nâu dương. À, nâu dương. Nâu. Nâu dương đen. Đỏ Rồi nâu là 1, dương là 6, đen là 0. Đỏ là bao nhiêu? Đỏ là 2, thêm 2 dấu 0. Có nghĩa là 16.000. Ôm là bằng phải cơ bằng 16 ký không? 16 kg ôm Đấy không? Mình nhìn là mình biết đón được nó là con số mấy chứ không phải mình đo đây thấy 15 mà ở đây thấy 16 là mình nói chờ sao kỳ vậy ta thì không được nghe không mình sẽ đón được nó là bao nhiêu ôm nó trên lệch tí xíu thôi thì mình chọn cái đồng hồ vô là mình sẽ biết nhớ không các bạn nhớ nha rồi bây giờ bây giờ cái con này nè mình nhìn nè mình thấy nè à, mình thấy là cam đen 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 vàng nè thì mình tính ba mấy cái dòng màu này nó xa với cái dòng màu cuối cùng thì mình hãy tính từ bên đây trở qua rồi mình đo thử nè con là một vàng là mình thấy hàng trăm ký rồi đó các bạn à vàng thì trăm ký rồi đó với ba dòng màu nhưng mà nó tới hàng mê rồi nếu mà bốn dòng màu thì nó thuộc hàng mê rồi là ba mươi mấy đó ha à ba mê mấy nè các bạn nhìn thấy không nó hiện là một hồ ba mê mấy nè thì các bạn nhớ là một cái cái điều này hồi nãy nè các bạn nhớ cái điều này hồi nãy Đây Cái bản này nè Nếu ba dòng màu thì mình cam á Là mình thấy hàng là hàng ký nè Hàng vàng là hàng trăm ký nè Hàng xanh lá là bao nhiêu à, hàng, xanh lá, hàng vàng là hàng trăm ký nè à, Nhưng mà đối với bốn dòng màu Thì hàng, số 4 này nè Thì nó lại hàng trăm ký Thì các bạn hãy thuộc và hãy thực hành Thực tập nó nhiều lên Thì các bạn sẽ biết được à, những con điện trở trong mạch nó thiết kế như thế Điện trở chẳng qua nó là cản dòng điện thôi, cản dòng điện thôi. Và sau này á các bạn sẽ thấy những cái video, cái video mà thầy mò nói với các bạn á, ví dụ như con to Gì? Ở đây ở đây á ở đây tôi muốn cái bóng đèn đây. Đây là 12V. Ha, 12V. Cái bóng đèn này nó sáng ít hay sáng nhiều thì mình điều khiển con điện trở ở đây nè. Điện điện trở đây nè, nó chạy qua đây nhiều hay ít thì nó cho dòng đi xuống đây thì đèn nó sáng hay là hay là nó tối. Thì con điện trở này nè là để cản dòng đi vào viết chân B con tăng xe này thôi thì con điện trở nó rất là nhiều cái ứng dụng ở trong mạch điện mà không có điện trở thì coi như cái mạch điện đó là quá quá dữ rồi quá siêu phàm rồi ha không có không thể nào không có được con điện trở nên các bạn phải thuộc con điện trở nha thuộc con điện trở rồi đối với những con điện trở mà ở trong qua mạch này nè bo mạch này nè đó thì các bạn thấy nè nó nó có nó gì nè nó có là ba lẻ một ba không số 1 này mình ghi số 0 nữa là 300 chấm, 300 chấm ôm 302 là số 3 nè không là 2 số 2 là sao là thêm 2 số 0 là 3 ký kỷ đồ ôm à, dễ hiểu không quá dễ hiểu luôn 502 à, 5 nè không nè số 2 là 00 nè là 5 5 ký à, 5 ký thì nhìn có điện trở đó các bạn biết nha Còn điều mà tiệc chiêu cuối cùng đó là dùng đồng hồ đó nó là sẽ biết được là con điện trở đó bao nhiêu Bao nhiêu ký và nhiều nhiêu ôm để chính xác Như vậy thì chúng ta văn võ xong toàn đúng không Học mò không phải là học mò nữa Học mò không phải biết đo Và cũng phải biết lo là mình Mình phải đừng bị dốt đó, Học bài học Học kiến thức Học chữ Còn học gì Học biết viết và biết đọc Như vậy thì Chúng ta sẽ là những người Biết được cái mạch và biết sửa như thế nào dễ khi tham gia những khóa học như thế này thì các bạn nhớ à, theo dõi hàng đêm hàng hàng video của mình ra và nhớ bấm like và xe cho các bạn nhiều người cùng xem nha rồi các bạn hiểu không hiểu cho số 1 nha đây những cái nè rồi à, điện trở quá trời luôn ha điện trở thì nó ghi chữ r à, có những con điện trở giống giống và con tụ và bài tiếp theo nó sẽ là những con tụ Để các bạn hãy đón xem xin chào hẹn lại các bạn video sau